mọi người uống champagne đi. Đừng uống cái này nhiều quá rồi. Ông chủ đến rồi. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Được rồi, ngồi xuống đi. Được rồi mà, ngồi xuống đi. Hôm nay mọi người đều vất vả rồi. Buổi biểu diễn hôm nay cực kỳ thành công. Mắt nhìn của tôi không sai đâu mà. Học sinh mà tôi dạy ra càng không thể kém được. Trừ cô gái ngốc kia kìa. Anh nói cái gì? Giống như tôi đủ xui xẻo rồi, anh còn đập thêm một cú nữa. Không hổ là người bước ra từ phong thượng chúng ta, chưa gì đã lên vị trí về đét rồi. Có mặt mũi lớn như vậy, cũng đừng quên người cũ nha. Cảm ơn ông chủ La. Tôi chỉ là may mắn thôi. May mắn không thể cả đời. Trong thế giới này, cái cần có phải là thực lực. Nếu không có thực lực thì cơ hội đến cũng không biết có sơ hở gì không. Không vui hả? Cái giới này vốn đã khiến người ta phải nói ra nói vào rồi. Nếu không thích, có thể đi. Nhảy một bài đi. Lúc cô cảm thấy khó mà chịu được thì 36 kế chạy là thượng sách. Cảm ơn. Anh xem hai người họ khá là xứng đôi đó. Anh lại muộn một bước nữa rồi. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng mà cô gái đó cậu không đối phó được đâu. Tin tôi đi. Nhanh đi ngủ đi. Cuối cùng cũng về rồi hả? Em họ. Anh muốn bị mắng hả? Tôi rất mệt, không muốn cãi nhau với anh. Sức lực của em đều để dành để hại người chứ gì. Ý anh là gì? Em đừng tưởng anh không biết Lạc Giao tại sao bị ngã. Chuyện này không liên quan đến tôi. Chuyện này chỉ có em mới làm ra được thôi. Đúng là tôi làm đó thì sao? Lẽ nào bắt tôi phải nhìn con hồ ly chết tiệt đó mở to mắt dán lên người anh? Tôi thấy anh cứ ăn cô ta vào bụng luôn cho rồi. Vậy thì sao? Thân là chồng của em có từng khiến em tủi nhục như vậy không? Anh vất vả cực khổ vì cái nhà này. Bây giờ thì sao? Không phải cũng thành anh họ sao? Anh vất vả cực khổ. Lúc anh bỏ chạy, thoải mái ở trong chung cư, vui vẻ với cô gái khác. Tôi lại phải lấy cái gương mặt già nua này đi cạnh tranh với các cô gái mười mấy tuổi. Là vì cái gì? Không phải chỉ vì kiếm thêm được mấy đồng hay sao? Anh bao lâu rồi không mang tiền về nhà, anh biết không? Cái công ty nát đó của anh chỉ để đền tiền chứ không kiếm được tiền, anh có biết không? Tôi chịu đủ rồi. Kẻ kiếm chác. Tôi gả cho anh là thứ quý giá nhất mà anh có thể kiếm chác được đó. Nhưng tôi sẽ không để anh kiếm chác nữa đâu. Bà xã, em định đi đâu vậy? Bà xã, em đi đâu vậy? Có gì từ từ nói. Anh đi chết đi. Cục cưng, đừng khóc nữa.
đừng khóc nữa mà. Vợ ơi, cho dù em ở vị trí nào trên sàn diễn tây, mãi đều là người rực rỡ nhất. Cố lên. Nhìn đi, sao hả? Muộn vậy rồi còn ai đến vậy ta? Ngạo phu, tôi quay lại đây rồi. Phản ứng truyền thông không tệ. Cô gái này rất có sức tương tác. Hơn nữa cô ta còn có một loại vẻ đẹp tri thức mà những người mẫu khác không có được. Mắt nhìn người của anh không phải chuyên nghiệp bình thường đâu. Đây không phải chuyên nghiệp mà là nhạy cảm. Màn thể hiện của cô ấy khiến người khác rất kinh ngạc. Nhưng mà tôi cảm thấy quyết định của anh hơi mạo hiểm. Dù sao cô ấy cũng là người mới. Tôi cho cô ấy lương 7 chữ số. 1 triệu. Anh điên rồi. Kẻ điên mới trở thành thiên tài được. Sao có thể như vậy? Vivian, cô phụ trách quản lý cô ấy. Tập đoàn truyền kỳ ký hợp đồng 1 triệu với cô. Tiền nằm trọn trong tài khoản không được động đến. Còn việc có bao nhiêu tiền đến được tay cô ấy thì phải tùy vào thủ đoạn của cô rồi. Cũng có nghĩa anh muốn lăng xê cô ta. Bây giờ thứ mà tập đoàn truyền kỳ thiếu nhất chính là sáng tạo ra truyền kỳ. Cô nghĩ mà xem, một người vừa bước ra cổng trường đại học, một con nhóc có thể ký hợp đồng giá 1 triệu, giống vậy đó là một truyền kỳ rồi. Cô cảm thấy thế nào? Nhưng mà truyền kỳ phải dựa vào trang phục một cách truyền thống thì không thể đột phá được. Tương lai, tôi hy vọng có thể biến truyền kỳ thành một vương quốc thời trang, để tất cả những ngôi sao lớn, người mẫu nổi tiếng giới thời trang đều phải gắn lên cái nhãn truyền kỳ. Cái này chủ tịch Lý biết không? Bây giờ là thời kỳ quan trọng để DW rót vốn, càng làm lớn sức ảnh hưởng của truyền kỳ. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không phản đối. Nhưng mà trước đó tôi bắt buộc phải làm gì đó. Chuyện của Tống Kiều Dương cô phải nhanh chóng thực hiện. Trao đổi với giới truyền thông phải thật thật giả giả, càng mâu thuẫn là càng tốt. Nhớ lấy, phải nâng cao ảnh hưởng của truyền kỳ chúng ta. 1 triệu. Đúng vậy. Cô tìm cái gì vậy? Chị An, chị đang chơi trò trêu người phải không? Cô nghiêm túc đi. Chuyện là thế này, phía phân xưởng gia công đang tiến hành rất thuận lợi. Việc sửa chữa cửa hàng cũng sắp kết thúc rồi. Tôi sẽ liên lạc với bạn bè truyền thông, là một bước tuyên truyền nhẹ nhàng trước. Chủ yếu là phải nhấn mạnh điểm khác biệt về huyết thống thế gia Italy lâu đời của Oris không tệ. Nhưng phải cẩn thận một chút. Số tiền tôi đầu tư lần này không dễ dàng có được đâu. Còn phải mượn nợ lãi cao nữa. Ông mượn nợ lãi cao? Đúng vậy. Nhưng mà đó là người quen lâu năm của tôi. Công ty Phong Thượng cũng có cổ phần của ông ta. Cho nên lần này nhất định phải một phát ăn ngay, không có đường lui. Biết chưa? Tôi biết rồi. Vào đi. Có chuyện gì? Không có gì, cậu nói đi. Nghe nói sau truyền kỳ lần này, cát xê của mọi người bị trừ rất nhiều. Kinh phí lần này rất eo hẹp. Đối với họ mà nói đã không tệ lắm rồi. Mới vừa debut đã có thể tham gia hoạt động quy mô lớn như vậy rồi. Họ nên cảm thấy may mắn rồi. Nhưng mà sinh hoạt cơ bản của họ. Được rồi, được rồi. Không còn chuyện gì khác, cậu ra ngoài đi. Tôi còn chuyện quan trọng phải bàn. Vũ Thiên, cậu nghe thấy chưa? Cái thằng nhóc này, bản lĩnh không lớn, nhưng tính tình chẳng nhỏ tí nào, còn thích quản chuyện không đâu. Chúng ta tiếp tục đi. Được, tôi giải thích với ông lần nữa. Kế hoạch của Oris cũng có nghĩa là trên thực tế tôi không lấy được nhiều tiền như vậy. Cô rất thông minh. Vậy không phải là một vụ lăng xê thôi sao? Hẳn là nên nói là một cơ hội khó kiếm, một vỏ bọc danh giá cực kỳ tích cực, chứ không phải mấy thứ lăng xê lung ta lung tung, tự hủy hình tượng của mình trên mạng. Nhưng như vậy không phải nói dối sao? Lời nói dối không có ai bị tổn thương thì vẫn là vô hại. Cô không cần cảm thấy lương tâm bất an. Trong vô số sinh viên tốt nghiệp đều chỉ vì miếng cơm mà đi tìm công việc ở khắp nơi như ngày nay, thì sự may mắn của cô đã khiến người khác cảm thấy ghen tị rồi. Chuyện này cô hãy suy nghĩ lại đi. Ngày mai trả lời cho tôi có được không? Tôi tin rằng truyền kỳ không thiếu một cô Lưu Kiều Dương, Lý Kiều Dương hay Vương Kiều Dương. Cô nói xem,
Hẹn gấp quá, có chuyện gì? Sản phẩm ra lò rồi. May ra dựa trên số đo cơ thể của cô đó, đi thử đi. Ở đây hả? Bên kia, nhanh lên, nhanh lên. Không đẹp thì không được cửa đó nha. Tiểu Thiên, cô bé nhờ em đi khách quật trước đó. Lâu lắm rồi không đến nữa. Cô ấy thật sự nghỉ công ty em rồi hả? Bây giờ công việc khó tìm như vậy, em không giúp đỡ người ta sao? Đang làm việc tốt đẹp, sao lại nói nghỉ là cho người ta nghỉ được chứ? Bây giờ cô ấy khá ổn. Thật hả? Tiểu Thiên, sao chị hỏi một câu là em trả lời một câu, giống như kèm đánh răng vậy? Chị thấy trừ chị ra, chẳng có cô gái nào chịu ở bên cạnh em nữa. Tiểu Thiên, cá hôm nay tươi lắm đó, lại không có khách gì cả. Em có muốn mời người ta qua đây không, cùng ăn một bữa cơm? Món canh chua của chị ngon lắm, mấy đứa chắc chắn sẽ thích ăn mà. Em cái gì mà em? Coi như chị mời mấy đứa qua đây thử món cho chị cũng được mà. Được, đi mau. Alo. Alo. Tìm Tống Kiều Dương hả? Tìm tôi hả? Không có. Anh ấy nói gọi nhầm điện thoại thôi. Xem thế nào? Cũng ổn chứ? Không. Không đẹp hả? Không phải không đẹp, mà là hoàn hảo. Double. Nhân đôi hả? Quần áo và cả người nữa. Bây giờ tôi có lòng tin gấp 10 lần. Nói cho cô biết thêm một tin tốt nữa. Tin tốt gì? Làm trò gì vậy? Giả thần giả quỷ. Nhà thiết kế đứng đầu Oris, Tống Kiều Dương. Tôi. Cái này thật hả? Còn có con mọc nữa nè. Trời ơi, vốn dĩ tôi muốn dùng thời gian 10 năm để giành vị trí nhà thiết kế chính này. Tất cả đến quá đột ngột rồi. Bởi vì cô đã ưu tú lắm rồi. Thật sự không dám tin vào mắt mình. Đều là sự thật phải không? Tất cả đều là thật phải không? Xin chào. Cô đừng vui mừng quá sớm. Tôi có một điều kiện. Điều kiện? Rời khỏi truyền kỳ, từ chức ở truyền kỳ, hoàn toàn gia nhập vào Oris. Hẳn là nên nói là một cơ hội khó kiếm, một vỏ bọc danh giá cực kỳ tích cực, không phải mấy thứ lăng xê lung ta lung tung làm hủy hình tượng trên mạng. Chuyện này sao vậy? Có vấn đề gì à? Tôi tin rằng truyền kỳ không thiếu một cô Lưu Kiều Dương, Lý Kiều Dương hoặc Vương Kiều Dương. Cô nói xem. Vấn đề liên quan đến tiền lương. Cô biết đó, Oris còn đang phát triển, sẽ không được cao lắm. Nhưng mà cô không cần phải lo lắng. Đây tuyệt đối là mức lương trung bình trong ngành. Không liên quan đến vấn đề này. Chủ yếu là hôm nay tôi đã ký hợp đồng người mẫu đại diện cho truyền kỳ rồi. Người mẫu đại diện, đại diện phát ngôn cho tất cả sản phẩm của truyền kỳ. Hơn nữa, xu thế phát triển của truyền kỳ có lẽ rất mạnh mẽ. Vậy tôi nên chúc mừng cô rồi. Anh không có gì không vui sao? Sự nghiệp của cô càng lúc càng tốt, sao tôi có thể không vui được? Lẽ nào tôi giống như một phụ nữ ghen tị với cô sao? Nhưng mà tôi khiến anh thất vọng rồi. Vậy chúng ta không cần những thứ hình thức này rồi. Nhưng mà sau này cô vẫn có thể tiếp tục sửa chữa thiết kế cho Oris chứ? Anh vẫn tiếp nhận tôi sao? Cô ngôi sao lớn ơi, cô còn chưa hiểu rõ ràng à? Bây giờ tôi đang cầu cạnh cô. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng.
Từ ngày bước vào học viện trang phục, tôi đã luôn cố gắng để bước vào truyền kỳ. Bây giờ cuối cùng cũng được như ý, nhưng lại đi làm người mẫu. Anh nói xem số mệnh có phải trêu đồ chúng ta không? Tôi cảm thấy số mệnh rất kỳ quái, giống như nó vậy. Trông có vẻ giống như con quái vật cực lớn, chứa đầy những bí ẩn bên trong không thể biết được. Nhưng mà tôi tin rằng cuối cùng cũng có một ngày tôi chinh phục được nó. Anh đang nói nó hay số mệnh? Đều có cả. Có chí khí lắm. Có những lúc tôi cảm thấy bản thân mình thiếu đi sự dũng cảm vậy. Tôi nhìn thấy một Tống Kiều Dương lòng tin tràn đầy, dạ tâm bừng bừng mà. Còn mặt khác nữa sao? Ở truyền kỳ, nói trắng ra tôi chỉ là một con rối cho họ thao túng. Với lai lịch của tôi, làm gì có mức tiền lương như vậy. Nhưng mà ở trong giới này, chỉ có thể dựa vào việc lăng xê mới có thể tiếp tục tồn tại sao? Nhưng mà cho dù thế nào, cô cũng có được thứ mà rất nhiều cô gái đang mơ ước. Cô không cảm thấy may mắn sao? Đúng vậy. Nhưng mà khung cảnh phía trước phong phú nhiều màu, tràn đầy mê hoặc, tôi càng lo lắng bản thân sẽ bị mê mệt trong đó, rồi quên đi ước mơ của mình. Thật ra tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng rất sợ bởi những hư vinh của sàn chữ T quyến rũ, rồi quên đi mục đích cuối cùng của mình. Mục đích cuối cùng là gì vậy? Tóm lại, tôi phải cảm ơn cô đã đồng ý giúp tôi. Thật ra anh cũng đang giúp tôi mà, giúp tôi thực hiện ước mơ của mình, cho nên tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Hình như chúng ta đang phát biểu cảm tưởng khi nhận giải. Tôi tin có một ngày sẽ như vậy thôi. Bây giờ coi như biểu diễn trước vậy. Để tôi trước. Cảm ơn CCTV. Cảm ơn MTV. Cảm ơn Tống Kiều Dương. Cạn. Làm người mẫu nam đúng là thấp hèn thật. Trên sàn phải làm trang sức cho người ta, về công ty còn phải bị người ta bóc lột. Ai nấy đều xem thường chúng ta. Đừng uống nhiều quá. Cảm ơn, cảm ơn. Alo. Alo. Anh chết ở đâu vậy? Lâu rồi cũng không liên lạc với tôi. Lâu quá không gặp, anh cũng không gọi cho tôi. Chắc là bận lắm đúng không? Không tiện làm phiền. Khoảng thời gian trước thì hơi bận, nhưng mà bây giờ thì không có vấn đề nữa. Không còn chuyện gì khác đúng không? Cúp đây. Triệu Vũ Thiên, anh lại bị điên gì vậy? Tôi khó khăn lắm mới gọi điện cho anh, mà anh lại làm như vậy. Anh đang ở đâu vậy? Ồn quá. Lại ở bên ngoài chơi nữa đúng không? Tôi chơi với ai cô không quản nổi đâu, đúng không? Triệu Vũ Thiên, tôi chọc ghẹo gì anh rồi? Anh lại nổi nóng với tôi nữa. Tôi tự tức giận với bản thân đó. Trước khi tôi gọi điện cho anh, tâm trạng vẫn rất tốt mà. Có một tin tốt muốn nói với anh. Chúc mừng ngôi sao lớn của truyền kỳ.
Anh biết rồi hả? Quảng cáo tưng bừng trên đường. Bà bán rau còn biết nữa mà. Đừng nói như vậy mà. Thật ra người ta khiêm tốn lắm đó. Được rồi, không còn chuyện gì khác nữa đúng không? Anh không thể nói mấy câu đàng hoàng với tôi được hả? Người ta nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Tôi không dám để ngồi sau lớn mệt nhọc đâu. Muộn lắm rồi, tôi ngủ đây. Tạm biệt. Nè Triệu Vũ Thiên. Triệu. Người gì vậy chứ? Phụ nữ hơi xuất sắc một chút là đã ganh tị rồi. Người bên DW nói, quy mô của cuộc họp báo đã khiến họ thấy rất ngạc nhiên. Chúng ta đúng là tạo ra một show có quy mô lớn nhất trong nước. Mặt khác, người mẫu cũng rất xuất sắc, đặc biệt là người mẫu vedette cuối cùng. Cô Tống Kiều Dương đó, chúng tôi đã ký với cô ấy làm người đại diện phát ngôn tiếp theo. Nói tóm lại, họ cảm thấy rất vừa ý. Thật ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa làm đủ. Cái gì mà chưa đủ? Ta thấy không phải là không đủ, mà là hỏng bét. Hỏng bét nhất là quần áo. Đã mấy năm rồi, về mặt thiết kế, không có một chút đột phá mới mẻ nào. Lật tới lật lui, vẫn là mấy bộ cũ rích từ mấy năm trước. A Tiêu, anh hãy đọc mail của ông Trang cho mọi người nghe đi. Thưa ông Lý Văn Sơn tôn kính, chúng tôi đã nhìn thấy show quần áo mới của công ty ông. Thiết kế trang phục của truyền kỳ vẫn y như quy củ cũ, thiếu đi tính sáng tạo cần có để dẫn đầu trào lưu của giới thời trang. Nếu như nhìn từ mặt thiết kế mà nói, có thể là rất khó để thành công tiến quân ra thị trường quốc tế. Nhưng thật ra mặt bên trong tôi nghĩ là... A Tiêu, tiếp tục đọc. Tuy nhiên, cả quá trình quan sát buổi họp báo vẫn khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Người mẫu rất giỏi và còn đầy tình huống bất ngờ. Điệu múa Brazil đấu bò đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Suy nghĩ đến tính đặc biệt của thị trường Trung Quốc, tôi có thể tạm thời bỏ qua sự chất vấn đối với lý luận thiết kế. Ngược lại mong nhìn thấy những thành tích ưu tú của trang phục truyền kỳ trong quý này về số lượng tiêu thụ. Đã nghe thấy chưa? Còn nghênh ngang khoe khoang, tự cho rằng thành công to lớn có đúng không? Đừng tưởng tôi nhìn không ra chỗ sơ hở của các người. Còn nữa, Lý Phổ Lâm, quan tâm cậu ta là con trai của thân thích nhà nào? Thứ không ra tích sự gì, bảo cậu ta cút đi. Bao gồm cả cậu nữa, truyền kỳ không theo chế độ gia đình. Đợi lượng tiêu thụ quý này của cậu chiến thắng một trận đi, rồi hãy nói chuyện với tôi. Triệu Khâm, đừng để trong lòng. Chủ tịch Lý đã kìm nén lắm rồi. Rõ ràng tôi không muốn làm lính, tại sao lại bắt tôi phải đi lính? Rốt cuộc bố làm sao vậy? Tại sao? Anh. Triệu Khâm, chuyện này bố đưa em vào bộ đội thật ra là muốn rèn luyện em. Làm kinh doanh không đơn giản như vậy đâu. Tại sao anh có thể làm được mà em thì không? Em đó, đừng giở tính trẻ con ra nữa, có còn nhỏ nữa đâu. Sau này để chị dâu em giúp em sắp xếp hành lý. Yên tâm vào bộ đội đi. Cái gì mà tính tình trẻ con chứ? Anh thì trưởng thành chắc. Vợ mình cũng không coi cho kỹ, còn trưởng thành cái gì? Ý em là sao? Anh, trong lòng chị ấy chỉ có thằng A Tiêu thôi, anh không nhận ra à? Em nói lung tung gì vậy? Sao em lại nói lung tung chứ? Em tận mắt nhìn thấy mà. Anh suy nghĩ kỹ càng đi. Ngày sinh của A Tiêu
Tiểu Chân không phải là con ruột của anh đâu. Đó là một đứa tạp chủng của đôi giang phu nhân phụ kia. Em im miệng cho anh. Nói cái gì vậy hả? Chị dâu của em không phải là người như vậy. Anh thà tin một người phụ nữ cũng không tin em ruột của mình sao? Anh cho em biết, nếu như em còn nhận người anh trai như anh, thì từ đây về sau cả đời này cũng đừng nhắc chuyện này nữa. Không được nhắc nữa. Em thề cho anh đi, mãi mãi không được nhắc nữa. Anh, nếu không thì anh sẽ không nhận người em như em đâu. Em nói nè, sao anh lại buông ra? Anh nói rồi, không được nhắc nữa. Sao anh giống y chang bố? Cái gì cũng đều không tin em. Cứu mạng! Cứu mạng! Ông chủ La, đến khi nào vậy? Mới đến. Mấy cái này đều do Tống Triều Dương làm sao? Thế nào? Không tệ chứ. Như vậy bên trong vừa có khí chất cao quý của Oryx, lại thêm cảm giác của trào lưu, cực kỳ phù hợp với gu thời trang nam nữ bây giờ. Xem ra cô Tống Kiều Dương này có phần tài năng đó. Nghe nói cô ấy đã làm người đại diện phát ngôn của truyền kỳ rồi. Hình như là vậy. Nói cái gì mà 1 triệu chứ? Có khả năng đó không? Bây giờ truyền kỳ muốn dùng cách lăng xê này để mà hấp dẫn tầm mắt của người khác, ngay đổ bể không còn xa nữa đâu. Đúng rồi, phải gấp rút sản xuất nha. Trong hội nghị giao dịch toàn quốc lần này, tôi đã tìm bạn bè đặt làm vị trí triển lãm rồi. Vị trí cũng không tệ đâu. Vậy thì tốt quá, cho nên phải nhanh tay lên. Trừ bên cửa tiệm ra, phải đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa tới tất cả khu vực trên cả nước. Nguồn cung ứng phải đầy đủ. Lần này phải xem cậu đừng làm tôi thất vọng đó. Được, tôi sẽ gấp rút làm. Đúng rồi, bây giờ các mặt đều cần phải có tiền, cho nên kinh tế của chúng ta, cái này tôi đã có cách rồi. Bây giờ tiền không phải là vấn đề, cậu chỉ cần dốc sức cho những bộ quần áo này thôi là được rồi. Cậu yên tâm, nếu kiếm được tiền tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Làm cho tốt nhé, cố lên. Tôi đi trước đây. Đổi bên, 5-6, mở rộng ngực ra, bước lên, 1-2, lui về, xoay vòng, 8, tốt lắm. Anh thử lại lần nữa đi. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1. Cậu không thể dạy tôi cái dễ hơn hả? Tôi thấy cậu cố ý đó. Thứ âm nhạc gì vậy? Tôi càng lúc càng mất hứng rồi. Ông đây càng nhảy càng xui xẻo. Cút. Anh Châu, anh đúng là càng ngày càng có khí chất quý tộc rồi. Sao vậy? Ông đang đến tận đây khịa tôi đó hả? Không không, tôi nói thật lòng mà. Thật lòng mắng tôi hả? Đâu có, tôi hâm mộ anh Châu từ tận đáy lòng đó. Lại thiếu tiền rồi đúng không? Anh Châu lúc nào cũng hiểu được lòng người khác. Việc làm ăn không tệ lắm, càng lúc càng lớn, vẫn phải nhờ anh chiếu cố La Mật Âu tôi những ngày đầu. Tôi không hiểu nổi,
Ông đúng là con sói mang lớp da cáo. Kiếm được tiền xấu xa ở đâu mà đắp được vào cho mấy chỗ thiếu hụt vậy? Mở công ty văn hóa thật sự kiếm được tiền như vậy sao? Đâu có. Cũng cùng đường mặt lộ rồi. Được, không có vấn đề. Quy tắc cũ, lãi như trước. Không vấn đề gì, không vấn đề gì. Cô Tống Kiều Dương kia sao vẫn chưa đến? Chị An, xin lỗi, kẹt xe tôi đến trễ. Được rồi, đừng nói nữa, mau đi trang điểm đi. Thả lỏng vai ra. Hương vai ra một chút. Thả lỏng biểu cảm nào. Cong lại một chút. Đúng rồi, chính là vậy. Vũ Thiên, anh đến đúng lúc lắm. Giúp tôi gọi hết người mẫu nam qua đây đi. Quần áo của Oris tới rồi. Nói họ thử hết đi. Ông chủ La sắp chụp một mục lục đó. Anh Thiên, giúp em xem đi. Bộ này có phải chỉ mình em mới mặc ra được cảm giác đó không? Tư duy của cô bị uống nước hả? Cô tưởng quần áo là búp bê chứ. Bà gì à, ngày nào cô cũng chơi chiêu hâm mộ ghen tị hận. Cô không thấy phiền hả? Anh Thiên, xem bộ này của em đi, có đẹp bùng nổ không? Thiết kế của chị Kiều Dương thật sự quá ngầu, rất có cảm giác. Đương nhiên là có cảm giác rồi. Cô không xem Tống Kiều Dương kia ngày mai đang thiết kế ra ai chứ? Ai cơ? Anh Tiểu Chân hả? Nghe nói ngày nào họ cũng vẽ đến nửa đêm, tốn sức lắm đó. Nè, có phải cô muốn thấy núi lửa phun trào không? Cô dọa ai vậy? Cô phun cho tôi xem đi. Tôi nói cho cô biết, bộ quần áo này tôi lấy chắc rồi, cô không tranh được với tôi đâu. Bây giờ tôi sẽ đi thay. Dùng người mẫu trong nước. Cái gì? Dùng người mẫu trong nước à? Đúng vậy, cậu bị ngốc hả? Rõ ràng Oris ăn tiền ở chỗ có nguồn gốc Italy mà. Tôi nghe nói năm đó có một nhãn hàng bản địa 100%, bởi vì trong tên có một chữ Âu mà cô ý dẫn dắt người mua hàng nghĩ rằng đó là nhãn hàng châu Âu. Kết quả sau khi bị vạch trần, doanh thu tất cả các nhãn hàng có chữ Đức, Âu, Anh trong tên trên thị trường đều tụt xuống thê thảm. Ngược lại, những nhãn hàng nước ngoài thật sự khi tiến vào Trung Quốc luôn cố gắng kéo gần khoảng cách với người Trung Quốc. Rất nhiều nhãn hàng trong nước tự xưng mình là hàng Tây, cho nên chúng ta không cần phải rơi vào cái dòng luẩn quẩn xính ngoại này. Ngược lại, nên đánh lá bài văn hóa bản địa, phong cách châu Âu của Oris cộng thêm những gương mặt châu Á tươi trẻ, tôi cảm thấy là một hiệu quả thị giác không tệ. Thằng nhóc con nhà cậu đúng là có đầu óc thật đó. Nè, vậy thì cậu thấy ai là người thích hợp? Chuyện này bây giờ tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng mà tôi khá là hướng đến Lạc Dao và Ngạo Phụ. Có thể để hai cô ấy chụp một bộ ảnh nhỏ rồi mới chọn ra. Được, vậy thì cậu mau đi sắp xếp đi. Không vấn đề gì. Không lý tưởng, không hào phóng, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thiết kế của mùa này chủ yếu kết hợp giữa phục cổ và trào lưu. Đặc điểm là khí chất, ưu nhã và trí tuệ của cô gái trí thức. Nhìn toàn bộ thì thấy Lạc Dao tuổi tác còn quá nhỏ, lộ vẻ non nớt. Tổng thể của Ngạo Phù thì phù hợp hơn, nhưng trạng thái lại không đúng. Thời gian cấp bách, chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng xác định. Chuyện này không thể bừa bãi được. Nè, vậy thì mời người mẫu cấp quốc tế đi.
Làm vậy vốn cao quá, chúng ta không gánh nổi. Còn có ai nữa? Tôi có một lựa chọn. Triệu Vũ Thiên. Tôi không chụp. Vũ Thiên, anh nói cái gì cũng vô dụng, tôi chắc chắn không chụp. Vũ Thiên, anh nghe tôi nói, lại là ý tưởng quỷ quái của anh. Anh đang tìm cách sỉ nhục tôi đúng không? Anh hiểu lầm tôi rồi, anh im đi. Tôi không chụp. Ai nói gì cũng không. Thằng nhóc này ngứa đòn hả? Quay lại đây cho tôi. Ông chủ La, ông đừng gấp. Chuyện này không thể miễn cưỡng được. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Còn không gấp là không kịp đó. Để tôi nghĩ cách. Chỉ cần nói chuyện rõ ràng với anh ta thì không có vấn đề gì đâu. Ở đây có món sở trường nào không? Tôm viên trứng muối. Có không? Có chứ. Sao hôm qua nói là không? Hôm qua bán hết rồi. Không phải chứ. Bà chị, đường Long Dương đi thế nào? Đường Long Dương hả? Ở ngay phía trước. Tiểu Thiên, em đến Long Ký lấy ít tôm đi. Tôm trong tiệm không đủ rồi. Được. Anh còn về đây làm gì nữa? Chỗ em có bao nhiêu tiền, đưa cho anh đi. Để làm gì? Anh lại đi đánh bài nữa hả? Anh không nhiều lời với em. Anh quay lại đây. Người ta giục anh trả nợ rồi. Trước đây anh đồng ý với em thế nào? Anh chỉ cược một lần nữa thôi. Nếu không làm sao trả nợ cờ bạc được? Em không quan tâm. Tiền của anh thiếu, anh tự trả đi. Đưa đây cho anh. Đưa đây cho anh. Thường Đại Phong, mày muốn chạy đi đâu nữa hả? Mau trả tiền cho tao. Em còn ngây người ra đó. Mau trả đi. Anh trai, ở đây hết rồi. Bà xã, mau đưa hết tiền đi. Em hết tiền rồi. Không có tiền. Các anh em. Anh trai, anh trai, anh tha cho anh ấy đi mà. Không có tiền thật mà. Tôi thật sự hết tiền rồi. Chị không sao chứ? Họ đến đây đòi nợ. Có chuyện gì thì bàn bạc lại. Cần gì phải động tay động chân? Thằng nhóc mày chán sống rồi hả? Không được đi, nguy hiểm. Em đi báo cảnh sát. Không được báo cảnh sát, không được. Em mà báo cảnh sát là anh tiêu đời đó. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, giúp cậu ấy. Cậu ấy giúp anh rể em, mới đắc tội đám người đó đó. Xử lý hắn đi, Tiểu Thiên. Đừng để chúng đánh vào mặt. Biết rồi. Vũ Thiên, đừng đuổi theo nữa. Họ còn sẽ quay lại để gây phiền phức đó. Tìm của chị cậu ở đây mà. Tiểu Thiên, em không sao chứ? Không sao chứ? Còn đi đánh bài nữa. Anh xem đi. Vợ ơi, em đừng như vậy mà. Anh không phải là người, anh là súc sinh. Anh hứa không đánh bạc nữa được chưa? Đừng khóc nữa. Anh còn đánh bạc nữa. Anh còn đánh bạc nữa thì chặt tay anh đi. Anh thế nào rồi? Chuyện nhỏ. Đánh đấm không tệ. Từng tập hả? Đánh mãi mà ra đó. Đánh mãi mà ra. Lúc còn nhỏ, ba tôi đã qua đời rồi. Tôi cùng mẹ qua Mỹ.
Chúng tôi sống ở một nơi tụ tập người da đen, trị an không tốt, thường hay đánh nhau. Tôi còn tưởng cậu qua nước ngoài để du học, sống những ngày hạnh phúc chứ. Lúc tôi học cấp 3, có một ông chú lang thang, biết trong nhà tôi không có đàn ông, cho nên chạy tới nhà tôi muốn trộm đồ. Ông ấy trộm một ổ bánh mì, nhưng mà tôi đã đuổi theo hết 9 con phố. Cuối cùng ông ấy không chạy được nữa, đã hỏi tôi một câu: vì một ổ bánh mì có đáng không? Đúng vậy, chỉ vì một ổ bánh mì. Nếu lần đó bỏ qua cái bánh mì đó, thì lần tiếp theo ông ta chắc chắn sẽ trộm càng nhiều thứ hơn. Cho nên tôi nói với bản thân mình, bắt buộc phải đuổi theo, để ông ta biết sau này không dám đến nhà tôi trộm đồ nữa. Tôi biết anh vẫn luôn có hiểu lầm đối với tôi. Quảng cáo lần này đúng là ý tưởng của tôi. Không chụp. Đừng tưởng ban nãy anh giúp tôi đánh một trận thì tôi sẽ mắc nợ anh. Anh cứ yên tâm, lần này chắc chắn không phải lăng xê tầm thường. Không phải tầm thường mà là dung tục. Anh nghe tôi nói hết đi. Lần này chủ đề quảng cáo chung của váy nữ Oris là bí mật của sự quyến rũ. Điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh là sự quyến rũ của váy, chứ không phải sự quyến rũ của người mẫu nữ. Cho nên chúng ta sử dụng người mẫu nam đại diện cho lý luận này, mong rằng dùng sự to lớn mạnh mẽ của người mẫu nam và khí chất cứng rắn để nổi bật lên sự mềm mại và yêu kiều của phái nữ. Với sự giúp đỡ của các lớp cơ bắp màu đồng cổ, với cảm giác nam tính, váy nữ của Oris lại càng trở nên linh động hơn bao giờ hết, mà lại càng đầy sức hấp dẫn. Lúc nãy thật sự tôi lo chết đi được đó. Tôi thật sự không ngờ giám đốc Lý cũng sẽ đến đây. May mắn tôi công lưng chạy nhanh đi. Nếu không ông ta phát hiện ra thì xong đời luôn. Cô cũng đâu có vi phạm hợp đồng, lo lắng cái gì. Anh là người bên Tây giờ không hiểu đâu. Tôi cũng làm biến giải thích với anh. Thế nào anh đẹp trai, hôm nay đủ nổi bật rồi phải không? Bạn nãy tôi thấy, nếu không có bảo vệ ngăn cản thì các cô gái hâm mộ kia sẽ lột hết quần áo của anh ta. Vũ Thiên, hôm nay thật sự phải cảm ơn anh. Không có gì, là công lao thiết kế của cô ấy. Đúng vậy, sao anh không cảm ơn tôi? Được rồi, để chúc mừng thành công trước mắt của Oris, chúng ta nên đi uống vài ly, thế nào? Làm ơn đi, ngoại trừ rượu ra không có cái khác để chúc mừng hả? Tôi buồn ngủ chết đi được, còn muốn về nhà ngủ một giấc cho đẹp da đây. Anh biết đó, gần đây tôi mệt chết đi được. Nếu không quay giờ ngủ một giấc, chắc tôi thành Kung Fu Panda mất. Ngày mai còn quay quảng cáo nữa. Vậy ngày mai đề nghị đạo diễn quay ba con Kung Fu Panda đánh nhau. Ba con nào? Quảng cáo ngày mai chúng tôi cũng có phần. Ông chủ là sắp xếp đó. Thì ra hai anh đã thông đồng rồi. Chỉ có mình tôi là không biết sao? Đâu có. Ý của tôi là vì ba người chúng ta lần đầu tiên quay quảng cáo nên càng phải đi uống một ly. Vẫn không được đâu. Hai người đàn ông các anh đương nhiên không sao cả rồi. Nhưng nếu tôi không ngủ đủ giấc thì ngày mai hai cái bọng mắt to đi ra đường làm sao được? Mất mặt lắm. Không chỉ bọng mắt to, còn cả mụn nữa. Một cái, hai cái, ba cái. Không phải chứ. Lần này tiêu rồi, Vivian sẽ mắng chết cho mà xem. Mặt không đẹp, soi mấy cũng vậy thôi. Dứt khoát đi phẫu thuật luôn đi. Đúng vậy, đúng vậy. Nên phẫu thuật thành cái người đẹp cổ điển gì đó, trong tứ đại danh tác. Người có mặt trái xoan gầy gầy đó, tên là gì? Lâm Đại Ngọc hả? Ý người ta nói là Tôn Ngộ Không đó. Đúng rồi, đúng là Tôn Ngộ Không. Không phải chứ. Hai người còn nói không hề thông đồng để hại tôi nữa. Được, Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh là tôi. Sẽ bắt bộ đôi Trư Bắt Giới các anh. Ngoan ngoãn đi cho tôi. Hai tên Trư Bắt Giới, một cặp ngốc.